Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Văn Khánh cũng đã lên cho anh em được khá nhiều trận đấu của ngày hôm nay rồi. Đấy, anh em có thể xem. Còn những cái trận đấu mà Khánh không lên được cho anh em thì anh em có thể nhắn tin qua cho Khánh qua Zalo cũng như Telegram anh em nhé. Serie A thì mình đã làm hết cho anh em rồi. Đấy, những cái mã kèo của trận Inter hay là Atalanta thì chúng ta... nói chung chúng ta đều có like để trong những cái trận đấu này. Bundesliga hôm qua thì rất là đẹp rồi, tối qua cực kỳ đẹp rồi. Còn một số trận nữa như kiểu các trận căn cơ 04 với Côn này. Trận đấu này anh em có thể đi tài được anh em nhé. Và mình nói rồi, mình đang nghiêng một chút về căn cơ 04, mặc dù Côn đang có cái lợi thế về cái phong độ cũng như là cái thứ hạng, cái bảng xếp hạng, nhưng mình lại đang rất là thích con hàng sân cơ 04 anh em nhé. Sân cơ đá 04 đá trên sân nhà mình cảm giác tin tưởng hơn con hàng Lecce rất là nhiều. Đấy thì anh em có thể tham khảo và cái mã kèo tài trong trận đấu này cũng như là sân cơ 04 anh em nhé, được chấp đấy. Thì quay trở lại ngày 30 đấy, Lazio và Fiorentina mình đã làm cho anh em rồi. Real Madrid gặp Sociedad cũng đã làm cho anh em rồi. Athletic Bilbao gặp Vigo thì mình xem Santa xem là Athletic Bilbao chấp bao nhiêu. Đồng banh luôn anh em nhé, đồng banh luôn. Ở một cái kèo đồng banh như thế này, anh em đi cho mình cả hai đội đều ghi bàn. Và mình đang nghiêng một chút về Athletic Bilbao đấy. Trận đấu tiếp theo mình muốn làm cho anh em đó là trận đấu giữa Napoli gặp Roma sẽ diễn ra vào lúc 2:45 dạng sáng ngày mai anh em nhé. Đây anh em thể xem, đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Napoli bố của giải này rồi nhưng mà hiện tại đang chấp có 0.5 anh em nhé. Có nghĩa là nhà cái đánh giá khá cao con hàng Roma này ở khoản thủ. Mình sẽ xem cái hiệu số bàn thắng đấy. Hiệu số bàn thắng của Napoli đang cực kỳ tốt, dương 32 anh em nhé, thắng 16 và 2 và chỉ để thua một trận thôi, mới trận vừa rồi thua Inter 1-0 nữa anh em ạ. Đấy và Napoli Roma, anh xin lỗi anh em, Roma 19 vòng đấu, hiệu số bàn thắng của họ đang là dương 14, cũng cực kỳ tốt, 5 trận gần nhất bất bại 37 điểm, 11 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua có 4 trận thôi. Đấy, họ còn để thua ít hơn cả Inter Milan anh em nhé. Inter Milan để thua tới 6 trận đấy, nhưng họ chỉ để thua có 4 trận thôi. Đấy, hiệu số bàn thắng cũng đang cực kỳ tốt. Cái số bàn thua nhé, 16 của họ, 16 bàn thủng lưới của họ đấy, tốt hơn các con hàng khác rất là nhiều. Họ chỉ kém Lazio và Napoli thôi. Đấy, chỉ kém Lazio và Napoli thôi anh em nhé. Còn lại như AC Milan, Atalanta hay là Inter thì đều không có hàng thủ tốt bằng Roma. Đấy. Cái lịch sử đối đầu Napoli đang có một chút lợi thế với trong 6 lần gặp nhau là gần nhất thì Napoli giành 4 trận thắng đấy, 2 trận hòa và Roma chưa thắng một trận nào anh em nhé. 6 trận đấu thì Napoli có 10 bàn thắng, 15 thẻ vàng đấy. AS Roma có 2 bàn thắng và 20 thẻ vàng, cộng thêm một cái thẻ đỏ nữa anh em nhé. Đấy thì anh em biết hai đội này đá với nhau nó lắm thẻ như thế nào. Ngày hôm nay với những cái thông số như vậy, các con hàng thì cũng không có con hàng nào quá quan trọng mà chúng ta có thể thiếu trong trận này cả. Đấy, Roma thì vẫn có Dybala, vẫn có Pellegrini, vẫn có Alpenet, đầy đủ hết. Đấy, có số 21 Dybala này, số 7 này anh em này. Đấy, và số 3 Roger in đây, con hàng Roger Ibanez này. Đấy, còn bên phía của Napoli thì chúng ta vẫn có con hàng số 77 này.
Osimhen này, 9 này và Rui. Đấy, Mario Rui, cánh trái của Napoli cực kỳ mạnh. Anh em theo dõi Napoli đá thì anh em biết rồi, cực kỳ mạnh. Con hàng Napoli này thì mình cực kỳ ghét góc, đánh góc cho Napoli, thề với anh em luôn. Hàng Napoli đá phá góc rất là khốn nạn. Thì đấy, mình nói rồi, anh em nên đi kèo thẻ. Anh em đi kèo thẻ cho AS Roma hiệp 1. Đấy, đi thẳng từ hiệp 1 luôn anh em nhé. Đi thẳng từ hiệp 1 luôn. Và cái thẻ cho AS Roma ở cả trận. Đấy. Anh em có thể nghĩ đến một cái tài thẻ 6. Tài thẻ 6 anh em nhé. Hai thằng đá cực kỳ lắm thẻ luôn. Và cái thứ hạng trên bảng xếp hạng của hai đội thì chắc chắn là Napoli sẽ có cái tâm thế thoải mái hơn so với AS Roma rồi. Đấy, nếu mà AS Roma giành chiến thắng trận đấu này thì họ sẽ đấy vươn lên một vị trí cao hơn. Nếu mà đứng ở vị trí thứ tư như vậy thì họ không được tham dự cúp C2. Đấy. Với vị trí thứ 6 này thì họ không thể. Đấy, họ phải cố gắng. Nếu mà họ chiến thắng trận này họ sẽ có 40 điểm. Bằng điểm với lại Inter Milan. Hiệu số bàn thắng của Inter Milan hiện tại đang là 14. Dương 14. Cũng không qua được anh em ạ. Thì họ cũng sẽ có vị trí thứ 3, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy. Họ sẽ lợi thế cái vị trí của Atalanta và đẩy Atalanta và AC Milan xuống vị trí thấp hơn. Chính vì vậy, đấy, với cái mức chấp như thế này, anh em cứ đi thẻ cho Roma hiệp 1, Roma toàn trận và đi cái tài thẻ 6 cho mình trước đã. Đấy, còn về cái kèo cực chấp này, mình đang nghiêng về cho AS Roma anh em nhé. Đấy. Một cái tỷ số hòa. Anh em tốt nhất là không nên đi cược chấp trong cái trận đấu này. Mình thì mình đang cực kỳ thích AS Roma trong trận đấu này. Đấy. Ở cái mức chấp 0.5 này thì nó hơi nhìn hơi sợ. Nhưng mà mình vẫn kích thích cái mức chấp 0.5 này. Và có cho mình một cái tỷ số là 1 đều. Đấy. Cái xỉu 2.5 này nữa. Thì đấy là hai cái tỷ số cái tỷ số mà mình đang rất là thích trong cái trận đấu này, đang rất là kết. Mình chỉ cần chờ cái đội hình ra sân dự kiến và xem AS Roma đá với cái tâm thế như thế nào thì mình sẽ chốt những cái kèo đấy anh em nhé. Thì nếu mà anh em đang ghi ngoài cò, đấy không thể nào mà chờ trận đấu diễn ra anh em mới chơi được thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo cũng như Telegram. Anh em hỗ trợ Khánh vào cái sân chơi này. Khánh hỗ trợ lại anh em các mã kèo anh em nhé. Đương nhiên các mã kèo sẽ là thơm nhất. Không phải tự nhiên anh em yêu quý và đăng ký ủng hộ Khánh nhiều như thế này. Đấy, theo dõi Khánh như vậy và nhóm của Khánh hoạt động lâu như vậy và anh em không một anh em nào rời đi. Đấy thì góc thì anh em có thể đi góc cho Napoli ở hiệp 1 và toàn trận được. Đi được anh em nhé. Và anh em có thể nghĩ đến một cái tài góc 9.5 khi mà Napoli dẫn trước, AS Roma sẽ dồn lên đấy và họ sẽ có góc. Thì một cái góc tài góc 9 hoặc 9.5 mình nghĩ nó sẽ được. Anh em tốt nhất là chờ cái tài góc 9 này này nó lên cao một chút, ăn tầm khoảng 0.8 mấy thì anh em bắt đầu có thể đầu tư được vào cái mã kèo này nhé. Mình sẽ đầu tư hẳn vào cái mã kèo 9.5 này. Nếu mà cái đội hình ra sân nó như thế kia thì mình sẽ đầu tư thẳng vào cái kèo 9.5 này và đầu tư cho kèo góc cho Napoli ở hiệp 1 chấp hẳn chấp 0.75 và ở hiệp 1 toàn trận là chấp 1.5. Đấy, cái mức chấp 1.5 ở hiệp 1 toàn trận này nó sẽ hơi khoai một chút nhưng mình vẫn cứ tin tưởng Napoli. Mặc dù Napoli là một con hàng mình nói rồi đấy, phá góc cực kỳ ngu. Lần nào mình Napoli đá mình chỉ dám dùng góc thôi, chứ còn nếu mà cứ đánh cái kiểu góc toàn trận cho Napoli kiểu gì cũng thua anh em. Tốt nhất là anh em chỉ nên đánh cái hiệp 1 thôi. Đấy. Và cái tài góc 9 anh em nhé.
Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mà Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu giữa Napoli gặp AS Roma sẽ diễn ra vào lúc 2:45 rạng sáng ngày mai anh em nhé. Nếu mà anh em có thể thức được đấy và muốn nhận được những mã kèo chốt của Khánh một lần nữa, anh em lại liên hệ với Khánh qua Zalo, nhà Telegram đã hiện trên màn hình, hoặc anh em có thể vào từng video đấy ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận mỗi video. Mình xin kết thúc video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.